Từ hôm qua tới giờ mấy cái đứa mà sòi con, sòi non, cóc con, cóc non đó đi vô nói là Chí Cảnh là người hai mặt. Nói là tại sao 8 9 tháng trước đó Chí Cảnh ủng hộ cái bà mà cô Cu Le mà bây giờ lại quay lại nói bả. Nói Chí Cảnh là vì câu like câu view mà đi lại nói bả hai mặt, nói Chí Cảnh hai mặt hai ơ rồi đó. Thì để bây giờ Chí Cảnh sẽ giải thích lý do tại vì sao mà một người trung thành như Chí Cảnh lại quay lưng. Bả phải tự hỏi rằng bả có đúng chưa? Bả có thật sự là người chính nghĩa chưa? Để nói cho nghe nè. Một khi mà đã đụng tới Hồng Loan và chị Ni là coi như là đụng tới Chí Cảnh rồi. Và đụng tới Chí Cảnh rồi thì làm sao mà Chí Cảnh im được, đúng không mọi người? Tôi á, 8 9 tháng trước tôi nói là tôi sẽ không có ban đồ này nọ trừ khi bả ủng hộ Hồng Loan và trừ khi bả là người đúng, bả là người chính nghĩa, bả không phải là người trước mặt thế này sau lưng thế kia thì tôi mới có thể là không có nói gì tới bả. Mọi người có nhớ không, 8 9 tháng trước bả bị cả cộng đồng mạng chỉ trích, tất cả các kênh YouTube lên tiếng nói bả thế này thế kia, nhưng mà Chí Cảnh có nói tới bả không? Bởi vì Chí Cảnh nghĩ tới một chút tình đó. Chứ nếu như mà Chí Cảnh là vì like, vì view là Chí Cảnh đã lên tiếng rồi, là lúc đó là Chí Cảnh đã có like, có view rồi đúng không? Nhưng mà Chí Cảnh nghĩ tới một chút tình đó. Cho nên là tại cái thời điểm đó đó, bà nhảy dựng lên, bà hứa bà làm phim làm ơ rồi đó. Làm phim làm ơ 5-60 tỷ gì đó, mà cuối cùng có làm đâu. Chờ hoài không thấy làm, thì anh Nguyên Vũ anh mới làm, anh mới ra một cái MV. Rồi xong rồi sau đó thì khó chịu rồi nhảy dựng lên, nhảy dựng lên. Thì cái lúc đó thì mình nói chung là Chí Cảnh nhìn dưới một cái góc độ là mình thấy là bả cũng là người trong tem đồ này nọ. Mà khi mà làm cái đó không nói cho bả thì mình nói chung thấy cũng tội nghiệp bả. Bả không biết gì hết thì mình thấy cũng tội nghiệp bả, là tại vì lúc đó bả cũng chung tem rồi này nọ mà khi mà đi làm vậy không nói bả tiếng nào, trong khi dự án thì bả là người khởi xướng thì mình cũng nói thấy cũng tội nghiệp cho bả. Lúc đó thì không phải là Chí Cảnh binh vực bả mà Chí Cảnh nói là giống như kiểu hòa giải đó mọi người. Hòa giải nó để Chí Cảnh hy vọng rằng là bả vẫn, nói chung là Chí Cảnh rất là muốn là có thêm cái tiếng nói của bả để phụ Chí Cảnh dạy dỗ mấy cái đứa học sinh cá biệt, tại vì mọi người có biết cái nết của bả rồi, cái nết của bả cũng phụ cũng đỡ lắm, lúc đó biết bao nhiêu người, thì Chí Cảnh không có muốn là bả kiểu mà muốn hòa giải để thử coi được hay không, thì Chí Cảnh mới nói giúp thôi để đỡ thôi, rồi kêu cho mọi người đừng có chỉ trích bả. Và cái vấn đề tiếp theo là mình, Chí Cảnh có một cái quan điểm như vậy nè: nếu như ai mà thật sự không có muốn tiếp tục đồng hành và khi người ta lựa chọn cách ra đi thì mình cũng không có bên người ta, đúng không? Tại vì cái chuyện mà họ muốn ở lại hay đi đó là chuyện bình thường, nhưng mà ra đi như thế nào? Tại cái thời điểm đó thì bả ra đi, bả nói bả dù cho bả không có đồng hành nhưng mà bả vẫn ủng hộ đồ này nọ, âm thầm ủng hộ, thì đâu có lý do gì mà mình lên mình ban bả. Cho nên Chí Cảnh nói là dù cho người ta có ban thì Chí Cảnh cũng không có ban, Chí Cảnh chọn cách im lặng. Trời ơi, cái lúc đó là tôi lên tiếng giống như kiểu có một mình tôi đứng về phía bả, mà không phải là đứng một cách binh vực bả, mà Chí Cảnh nói theo cái tình đó mọi người. Nói là thấy bả cũng trước giờ bả cũng lên tiếng ủng hộ thì thôi bây giờ bả rời đi, thì có thể là bả cũng buồn là do giống như kiểu người trong tem mà làm cái MV mà không báo cho bả thì bả cũng buồn, thì tôi cũng chỉ phân tích như vậy thôi. Nhưng mà Chí Cảnh nói là thôi cũng đừng chỉ trích bả, cũng tội nghiệp bả, trước giờ thấy bả cũng có lên tiếng nói thì mình cũng trân trọng cái tiếng nói của bả. Nhưng mà mình không có biết được là cái đêm kinh hoàng đó, mình đâu có biết được cái đêm kinh hoàng, tại đâu ai kể cho mình nghe, thì mình cứ tưởng đâu bả ok la. Thì bả nói là bả chỉ rời đi trong sự im lặng đó mọi người, nhưng mà bả vẫn ủng hộ, thì mình không có nói tới bả là bởi vì bả vẫn ủng hộ Hồng Loan. Thì Chí Cảnh nói là ok bả ủng hộ Hồng Loan thì mình đâu có lý do gì để mình lên mình ban bả, đúng không? Cho nên là 8-9 tháng trước là Chí Cảnh mới nói là Chí Cảnh sẽ không có bêm, Chí Cảnh không có nói gì tới bả hết. Và dù cho sau này bả có bước vào một cái drama khác mà không cùng quan điểm với Chí Cảnh á, mà ví dụ như bả ủng hộ người này, bả ủng hộ người kia, đó là chuyện của bả, còn mình không ủng hộ chuyện của mình cũng không có nói tới bả. Cho nên á, là cái ngày xưa đó là lẽ ra là Chí Cảnh đã lên tiếng rồi đó, nhưng mà Chí Cảnh đã nể tình dị tình đó, là Chí Cảnh không có lên tiếng đó mọi người. Mặc dù á có nhiều người á hả nói Chí Cảnh là chắc bả cho tiền Chí Cảnh, bả thế này thế kia, cho nên là Chí Cảnh mới không bêm bả rồi đó. Nhưng mà có đâu,
lúc đó tôi còn bị mang tiếng là chắc bà cho tiền tôi hay là bà thế này thế kia đồ này nọ, bà giúp đỡ tôi đồ này nọ rồi, cho nên tôi không bem bả, tôi bị mang tiếng mang tai đó. Nhưng mà có đâu, một đồng cũng không có nữa, một xu cũng không có nữa, một xu cũng không có nữa. Cho nên là mấy cái con xoài con cóc con nó nói cho cơ tụi cưng nghe nè, để mẹ nói cho tụi cưng nghe nè. Trời ơi, tụi cưng á kêu quá là chiếc cảnh nó làm ngửa tay xin 5 triệu. Ngửa tay xin 5 triệu hồi nào. Một xu còn không có cho tôi nữa chứ ở đâu mà ra 5 triệu. Trời ơi. Trời ơi, bà cho ai, bà đi làm từ thiện ở đâu á, ở ở ngoài kia đó chứ tôi là chưa có bao giờ mà cho được đồng nào hết trơn đó má. Chứ ở đó mà 5 triệu, 10 triệu, trời ơi, chưa có một xu luôn đó. Mặc dù tại cái thời điểm đó tôi cũng khó khăn đó, tôi bị bay màu mà phanh bay đồ này nọ, rồi là cần tiền để mà lấy lại phanh bay rồi đó. Nhưng mà có bao giờ mà người ta còn hỏi là sao mà không liên lạc với cái bà cô Ly đó để bà giúp đỡ, tại vì bà quá giàu. Là sao không liên lạc với bà đi, rồi nhiều người còn nhắn tin cho Chí Cảnh lúc mà Chí Cảnh bị cái này bị cái kia đó, bị bay fan bay rồi đó, kêu là liên hệ với cái bà cô Ly đó đi để bà giúp đồ. Nhưng mà tôi là tôi không có giúp, tôi là tôi không có liên lạc, tôi không có xin xỏ gì đồng nào hết trơn, tự tôi tự chịu đựng đó mấy má, tự vượt qua đó, chứ không có phải mà này chị ơi chị giúp em thấy chị giàu mà chị giúp em rồi, nó không có đâu mấy mẹ, tự làm hết, nó không có được đồng nào, không có xu nào mà từ bả hết trơn á. Cho nên là mấy cái con mà sòi con cóc con nè, đừng có giàu mà đòi nợ đòi ơ đòi giùm tụi bay, đừng có giàu đòi nợ đòi ơ giùm, trong có cho đồng nào hết trơn á, không có cho tôi được đồng nào hết trơn á. Thậm chí là cháu tôi bị bệnh đó, cháu tôi bị bệnh mà bệnh nan y đó, mà bả có tôi có bao giờ mà tôi kêu bả giúp cháu tôi không, bả cũng chưa bao giờ mà cho cháu tôi một xu nữa, chứ đừng có nói là giúp ơ giúp ơ giúp ớ vậy chứ á. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái chuyện bả muốn làm đó là chuyện của bả, tại vì bả có tiền, bả đi làm từ thiện từ ơ, đó là chuyện của bả, mình không có nói tới để nói để giải thích cho tụi cưng nghe là không có đồng nào hết trơn á. Đừng có nói đâu, bây giờ 5 triệu, còn 5 triệu đó, 5 triệu đó là bả cho nạn nhân, 5 triệu đó là bả cho nạn nhân nghe, chứ không có cho tôi. 5 triệu đó là bả cho nạn nhân chứ không có cho tôi. Cho nên là trời ơi, tao thấy mấy cái con sòi đó, nó sòi con cóc con nó vô nó kêu trả 5 triệu, trả 5 triệu, ngửa tay xin 5 triệu để ăn ăn hồi nào, ăn hồi nào. Để kể cho nghe, ngày xưa đó nói chung là bả cũng mấy có mấy lần bả nói là ví dụ như thấy hoàn cảnh nào mà khó khăn gì đó thì nói với bả ăn tiếng hay gì đó. Rồi cái đợt mà cái chị kia bị đó, bả cũng nhờ Chí Cảnh liên lạc đâu đó, thì cái đợt mà có cái anh hai vợ chồng đó quê Trà Vinh cùng quê với bả đi lên Sài Gòn thì tới cầu Hàm Luông Bến Tre, bất ngờ bị xe ấy đó làm, thì người vợ rớt xuống dưới qua đời luôn, còn người chồng là bị cái chân đó mọi người, là cùng quê với bả. Thì Chí Cảnh thấy là hoàn cảnh quá tội nghiệp, nói chung là ở dưới quê rất là nghèo rồi đi lên Sài Gòn mưu sinh, và trên đường đi mới tới từ Trà Vinh mới qua tới Bến Tre là đã bị như vậy rồi, thì mình thấy quá tội nghiệp và thấy đồng hương với bả. Mình mới nhắn cho bả, mình nói là chị ơi có một cái hoàn cảnh này cùng quê với chị nè, em thấy là bị vậy đó. Cái bả nói ừ, cái mà em mà Chí Cảnh không có xin nha, Chí Cảnh mới rủ bả đi xuống dưới. Chí Cảnh mới rủ bả là chị ơi bữa nào chị rảnh hôm thì em chị đi xuống dưới tới cái nhà đó giúp đỡ cái người chồng đó đi, thấy tội nghiệp quá, tại vì bỏ lại ba đứa con nữa mà bả cũng hay giúp đỡ mấy cái hoàn cảnh mà trẻ em rồi đó. Thì tôi mới rủ bả, là tôi rủ bả đi chứ tôi không có xin tiền bả, mọi người hiểu vấn đề nha. Tôi mới rủ bả đi là tại vì tôi thấy là cùng quê với bả mà thấy tội nghiệp quá, thấy kiểu cái hoàn cảnh quá đáng thương, người vợ thì ra đi mãi mãi bỏ là ba đứa con rồi, xong mà tôi mới nhắn cho bả là rủ bả đi chứ không có hết xin xỏ gì trơn á. Thì bả nói ok la, bả ok la là bả mới hẹn với Chí Cảnh đi, bả hẹn với Chí Cảnh đi là đã hẹn ngày đi ngày ơ đồ luôn đó. Cái xong rồi sau đó thì bả bận đi đâu tôi không biết, bả bận công việc công ơi, đã tới ngày đó thì bả báo bận, báo bận bà không đi thì tôi mới đi một mình. Bà báo bận bà không đi thì tôi mới đi một mình, tôi đi một mình xuống dưới. Bà báo bận bà không đi, bà đi đâu đó, bà đi lên đi chỗ nào đó tôi không biết, mà tôi mới đi một mình. Tôi đi một mình thì trong cái lúc mà tôi live stream đó, trong cái lúc mà tôi xuống dưới tôi live stream đó, thì bà mới vô comment, bà vô comment rồi bà nói là để bà hỗ trợ, bà giúp đỡ cho 5 triệu là bà giúp cho nạn nhân chứ có giúp cho tôi đâu.
Sòi con ơi, cóc con ơi, nói nghe nè, đi về hỏi mẹ của tụi cưng á, có bao giờ mà cho tôi một xu nào chưa? Chưa có cho tôi một xu nào hết trơn mà đòi cái gì? Chưa có bao giờ mà cho tôi một xu nữa mà đòi cái gì? Cho 5 triệu là cho nạn nhân. Cho nạn nhân, trong lúc mà tôi live stream đó thì bà vô bà xem rồi bà nói là để chị cho 5 triệu, bà nói bà cho 5 triệu. Cái xong rồi cái mà bà nói gì đó, bà nói bà cho 5 triệu mà bà không có cho, bà chưa có chuyển. Thì tôi cũng đâu có tiền đâu mà tôi ứng ra được. Tôi đâu có tiền đâu tôi ứng ra, chừng nào mà bà chuyển cho tôi thì tôi mới có tiền tôi đưa cho người đó. Rồi xong rồi tôi là chỉ có trao những cái gì mà tôi có hiện tại thì tôi trao. Còn cái tiền bà hứa, bà nói chê, bà cho 5 triệu mà bà đâu có chuyển. Rồi tôi là lúc đó tôi cũng nghèo khó chứ tôi đâu có tiền dư giả đâu trời. Cho nên là tôi cũng có nói với cái nạn nhân đó là có chị chị đó đó, chị le le đó đó, chị cô le le đó đó, là bà hứa cho 5 triệu, chừng nào bà chuyển rồi Chí Cảnh sẽ chuyển cho, là Chí Cảnh đi về. Rồi xong rồi mấy ngày sau Chí Cảnh cô không thèm nhắc luôn. Nói chung là Chí Cảnh không thèm nhắc luôn á mọi người. Không có nói chị ơi chị chuyển chưa đâu. Không có, tại vì cái mắc công nữa. À cái nết của bả, nhiều khi mà mình nhắc là cái nết của bả đó, mọi người biết cái nết của bả, bả hay quạo lắm. Tôi không có thèm nhắc. Cái xong mấy ngày sau hay gì đó, tôi nhớ là mấy ngày sau gì, cái bả nhắn bả hỏi là để chị chuyển cho em, chị em ấy chưa. Cái xong rồi Chí Cảnh nói chị chuyển cho em đi, rồi để em chuyển cho người đó. Cái xong rồi bà nói ủa cơn chưa đưa hả, nó chưa má ơi, má kêu má chuyển mà má đâu chuyển cho con đâu, thì chừng nào con nhận thì con mới đưa được chứ lỡ mà má nói rồi má quên rồi sao, không lẽ con đòi má, đúng không mọi người? Cái lúc đó tôi cũng nghèo khổ chứ tôi cũng không có dư giả, lúc đó tôi không có làm YouTube đâu mọi người. Cái xong rồi bà mới chuyển cho Chí Cảnh, bà chuyển cho Chí Cảnh thì Chí Cảnh chuyển cho cái người đó liền, bà chuyển là Chí Cảnh chuyển ngay lập tức cho người đó, rồi Chí Cảnh có gọi điện nữa mà. Chí Cảnh gọi điện rồi Chí Cảnh có quay clip lại rõ ràng luôn. Chí Cảnh gọi điện cho cái người nạn nhân đó, Chí Cảnh nói là chị đó có cho 5 triệu đó nè, rồi bây giờ chuyển cho cái số tài khoản gần nhà đó đó. Tại vì cái ông mà bị tai nạn đó, cái ông đó đó là ổng không có số tài khoản, ổng có xài. Ổng giống như kiểu ổng có xài số tài khoản tài ơi vậy chân á. Thì Chí Cảnh mới chuyển cho cái số mà tài khoản cái tiệm vàng gần nhà ổng, rồi ổng đi ra, rồi cái người chủ tiệm vàng mới đưa cho ổng 5 triệu, có quay clip đồ rõ ràng. Cho nên nó là 5 triệu đó là chuyển cho nạn nhân chứ không phải là chuyển cho tôi. Cho nên là mấy cái con sòi con cóc con nó đừng có đi vô mà đòi nói ngửa tiền xin 5 triệu, ngửa tiền xin 5 triệu ăn rồi nào, có cho tôi được xu nào đó mà ăn. Nhiều người còn nghĩ rằng là tôi lên tiếng tôi binh giật bả, rồi tôi bia rồi cho bả, chắc bả cho tôi đồ này nọ, chưa có cho tôi xu nào hết trơn. Cho nên là trời ơi là trời, bớt đi, không tin hỏi bả coi, hỏi bả có phải cho tôi được cái gì. Cho là cho nạn nhân, và sau khi tôi chuyển cho nạn nhân là tôi cũng đã chụp màn hình tôi gửi cho bả rồi. Tôi gửi cho bả rõ ràng rồi, bả cũng có vô bả coi clip, bả comment rồi, bả ok la rồi trong đó rồi, mà bây giờ mà đòi cái gì? Đòi cái gì? Bây giờ muốn đòi thì đi xuống dưới nhà nạn nhân đòi đi. Bây giờ mà muốn đòi 5 triệu đó thì đi xuống nhà nạn nhân mà đòi, mà nhà nạn nhân nghèo lắm. Nhà nạn nhân nghèo lắm, bây giờ mà đòi 5 triệu người ta không có đâu, người ta không có đâu, người ta trả đâu. Trời ơi là trời, cái gì mà bả thì bả chưa có đòi đó, nhưng mà mấy cái đứa mà sòi con, cóc con, tối ngày nó vô đòi thôi mà. Nó đòi 5 triệu, 5 triệu là giúp đỡ cho nạn nhân mà làm như là giúp đỡ cho tôi vậy, hơn là không có giúp cho tôi đó. Hơn là không có cho tôi được xu nào hết trơn đó mà còn cỡ đó đó. Nha. Rồi quay trở lại với cái câu chuyện mà lý do tại sao mà Chí Cảnh phải quay lưng nè. Thật ra thì mọi người cũng biết ở đó, Chí Cảnh là một người rất là trung thành. Đã ủng hộ ai là ủng hộ hết mình, không có bao giờ quay tới quay lui, quay xuôi quay ngược. Nhưng tại sao để một người trung thành như Chí Cảnh quay lưng thì bà phải tự hỏi lại bản thân của bà. Phải tự hỏi là bản thân của mình, ai mới thật sự là người hai mặt? Ai mới thật sự là người hai mặt? Nha. Tôi chỉ không có nói tới, trừ khi đừng có đụng gì tới chị Ni Hồng Loan. Còn một khi mà đã đụng tới chị Ni Hồng Loan là coi như đụng tới tôi rồi, thì tôi phải lên tiếng bảo vệ mấy chị chứ. Tôi phải lên tiếng tôi bảo vệ chị Ni, bảo vệ Hồng Loan chứ. Tôi mà im lặng là nói tôi quay xe nó sao, đúng không mọi người? Trong khi là chị Ni và Hồng Loan là một người sống rất là tình cảm, sống rất là tình cảm, mọi người nói chung là rất là tình cảm. Còn cái cô le đó thì nói chung là tôi cũng không có biết là bà có tình cảm hay không, tôi không biết, tôi không có thấy được, tôi chưa có cảm nhận được tình cảm gì hết trơn.
không có tình cảm tình nơ gì hết trơn á. Thì một người sống tình cảm, một người sống mà kiểu mà gốc là biết trước biết sau thì mình phải phải thương cái người đó chứ. Cho nên là khi mà đụng tới chị Ni với Hồng Loan thì Chí Cảnh bắt buộc phải lên tiếng rồi, lên tiếng ủng hộ chị Ni Hồng Loan chứ. Bây giờ tôi mà im lặng rồi nói tôi quay xe đó là sao, đúng không mọi người? Cho nên là tôi phải nhảy dựng lên, mà tôi nhảy dựng một cách rất là tinh tế chứ không phải là nhảy dựng cái kiểu mà xồm xồm. Trời ơi, tôi nói thiệt chứ á, cái lúc mà bả đã đăng hình với ông kia đó, trời ơi, ôm hung gì ngoài đường ngoài xá rồi tao nói hả, biết bao nhiêu người gửi cho tôi kìa, biết bao nhiêu người gửi cho tôi, nói trời ơi Chí Cảnh ơi chị thấy quá trời quá đất rồi, thế này thế kia rồi. Tôi cũng nói thôi kệ đi rồi đó, tao nói thôi kệ đi, người ta là sao kệ người ta đi chị ơi, kệ bả đi, miễn bả đừng làm gì tới Hồng Loan, đừng làm gì tới chị Ni là được rồi đó. Tôi còn kêu kệ 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 không đó, tao gửi cho tôi, tao nói quá trời quá đất đồ này nọ rồi đó, tôi nói thôi kệ đi, tôi nói đó là kệ cá nhân của bà thích làm gì bà làm đi, ai biết đâu tới đó, tôi kệ đó. Rồi cho đến một cái ngày, cho đến một cái ngày mà sự thật phủ phàng là tôi mới phát hiện được cái đêm kinh hoàng đó, cái đêm kinh hoàng đó. Cho nên là tôi mới thấy là trời ơi, là thật sự mà không có giống như những gì bà nói. Bà nói là bà vẫn yêu thương, vẫn ủng hộ rồi, nhưng mà ai có ngờ cái đêm kinh hoàng đó rồi nhảy dựng lên như vậy. Tôi đâu có biết, tôi đâu có biết là sao này tôi mới phát hiện ra là sự thật ngỡ ngàng như vậy. Rồi thêm nữa là cái tới cái vụ mà cái con mà Hà Mã đó, có nhớ cái con Hà Mã đó không? Cái con Hà Mã đó nó lên nó bem chị Ni, nó bem Hồng Loan, rồi nó lấy mỹ phẩm của Hồng Loan ra, nó dìm xuống, nó lấy mỹ phẩm của bả lên, nó làm thế này thế kia. Rồi trong khi bả hả chơi thân với ông anh của Hồng Loan, mà thấy em gái bị như vậy, mà cái con đó đó mà bả bình thường bả còn coi livestream của nó, bả lúc mà bả đi làm tóc làm tay nữa, bả còn lấy livestream của nó bả coi nữa, thì mọi người biết làm sao rồi. Rồi bả im lặng, bả thấy cái con đó nó lấy mỹ phẩm của bả ra, nó khen bả, mà nó dìm Hồng Loan xuống, mà bả cũng hóng lên tiếng. Mà trong khi đó cái nết của bả hồi trước giờ mà ai mà đụng tới mỹ phẩm của bả thử một cái, mọi người thấy bả có nín không? Mà bà im lặng như vậy đó, bà im lặng như không có chuyện gì, giống như kiểu bà ủng hộ cái con đó hay sao đó, cái cỡ đó đó. Không có cái vụ mà bà đăng hình đăng ảnh với ổng rồi ôm rồi hung cái gì mà ngoài đường ngoài xá là mình đã không nói rồi. Tại vì thôi cái đó cũng như là cái nhu cầu, cái cá nhân của bà thôi, kệ bà. Bà đến cái mức độ mà để cho cái con mà Hà Mã đó nó lên nó khen bả nha, nó lấy mỹ phẩm của ba ra nó khen rồi bà, xong rồi nó không có, nó dìm Hồng Loan xuống mà bà không có một cái động thái gì hết, không có một động thái lên tiếng gì hết. Thì mọi người kêu im được chưa, mọi người kêu im được không? Ít ra đó mình phải lên tiếng, mình lên tiếng mình dằn mặt cái con Thủy Hà Mã đó liền chứ, đúng không? Mình phải lên tiếng mình dằn mặt con Thủy Hà Mã nó liền. Mình nói là đừng có lấy mỹ phẩm của tôi ra, tôi không có liên quan gì hết trơn á, đừng có lấy mỹ phẩm tôi ra để cho tôi yên, đừng có lấy của tôi ra để dìm người khác đâu này nọ đâu. Trời ơi, bả làm, trong khi nó làm gì ảnh hưởng tới bả mà sao bả im ru vậy? Bả im ru vậy? Rồi nhớ là cái đêm kinh hoàng đó nữa, nghe chị Ni kể là đêm kinh hoàng nữa. Thì bây giờ là kêu tôi im được không? Cho nên ai mới thật sự là người hai mặt? Giống như chúng tôi sẽ không bao giờ kiểu mà những người mà rời đi trong sự im lặng đâu này nọ, chúng tôi đâu có thèm nói tới chị Ni rồi đó, Hồng Loan rồi đó, cũng đâu có thèm nói tới những người mà ủng hộ rồi ra đi trong im lặng, là không ai nói tới hết, trừ khi mà sau lưng thế này thế kia người ta thì người ta mới nói tới thôi. Cho nên là tụi cưng á, đừng có nói là ở sao 8-9 tháng trước Chí Cảnh nói là Chí Cảnh sẽ không có bem rồi, Chí Cảnh sẽ im lặng rồi. Im lặng với điều kiện là mình giống như phải đúng như những gì mình nói, có hiểu chưa? Bản thân bả đã thực hiện được những cái gì bả nói chưa, mà bây giờ bắt chúng tôi phải thực hiện, bản thân bả phải là người thực hiện trước đi. Còn một khi mà đã không có nói đúng trước mặt thì nói thế này, sau lưng thì nói thế khác, thì làm sao mà chúng tôi im được? Trời ơi, tôi giận quá mà gân xanh nổi lên nè. Mà kia là xanh lá, còn này xanh dương nha. Trời ơi là trời, giận quá trời mà gân xanh nó nổi lên nè. Mà cái kia là xanh lá, còn tôi là xanh dương nha. Mà cái này nó bự quá hay sao mà nói chuyện hơi bị mệt nha mọi người. Trời ơi, thấy cái này vô nó mệt quá, ngồi sao đau lưng quá vậy nè, nó mệt quá nha, hơi bị mệt á, trời ơi bự quá, nó mệt lắm mọi người ơi, không có sung sướng gì đâu.
Cho nên là mọi người rút kinh nghiệm nha, đừng có ham bự quá, vừa thôi, vừa với cái cơ thể của mình thôi, đừng có ham hố quá, đừng có ham làm lố quá, nó nặng nề, nó mệt lắm nha mấy má ơi. Tôi hồi nãy giờ tôi ngồi mà tôi phải chổi lên như nè, tại vì nó rất là mệt, nó nặng, nó bị ép tim, nó mỏi người, nó mệt, nó bự quá, nó cũng mệt đó. Cho nên là muốn tôi thực hiện như những gì tôi nói thì bản thân bả phải thật sự phải tốt đi đã. Chứ bây giờ bản thân bả như vậy mà kêu tôi đi theo ủng hộ hả? Sao mà được? Bản thân của bả như vậy mà bả kêu là tôi đi theo ủng hộ thì chẳng khác nào là tôi binh bất chấp rồi, đúng không mọi người? Nếu như mà bả như vậy mà Chí Cảnh vẫn đi theo ủng hộ thì Chí Cảnh đã là thành người binh vực bất chấp rồi. Cho nên thà mang tiếng là quay lưng quay mặt gì đó, nhưng mà quan trọng là ủng hộ cái đúng, đúng không? Đúng không mọi người? Cho nên là Chí Cảnh bây giờ Chí Cảnh quay lưng với bả thế đó, thì có ai buồn không? Có ai buồn không? Có ai bị thất vọng với Chí Cảnh không? Hay là mọi người ủng hộ Chí Cảnh, mọi người comment lên coi. Chứ bây giờ nếu như mà tôi đi theo mà tôi binh bả nó, người tôi theo tôi thế này thế nọ là người ta nói là tôi là binh vực bất chấp rồi, và Chí Cảnh là một người sẽ không bao giờ binh những người không đúng. Tôi là tiếng nói công tâm, tôi là coi như là trời ơi, là tôi là chỉ ủng hộ cái đúng thôi, còn những người mà sai đó dù có giàu có thế này thế kia đi chăng nữa tôi cũng đâu có mơ. Tôi cũng đâu có mơ, tôi cũng đâu có thèm. Trời ơi bà giàu thì kệ bả chứ tôi có bên tôi chưa bao giờ mình nịnh nọt bả, chị ơi giúp em rồi này nọ rồi đừng có mơ. Một xu còn chưa có cho mẹ nữa nè con. Nha tụi con, một xu còn chưa cho mẹ nữa nè con, mẹ tụi con đừng có đi theo mà tụi con mà đòi tiền, đòi ơ, đòi 5 triệu thì đòi cái nạn nhân đó, đòi nạn nhân đó. Đi về đó mà đòi mà nạn nhân cũng khổ lắm, bữa họ mới nhắn tin cho Chí Cảnh nè. Bữa họ mới nhắn tin cho Chí Cảnh hỏi Chí Cảnh có tiền không giúp đỡ mấy trăm để mua thuốc uống rồi đó. Nạn nhân khổ lắm cho nên là khỏi có đi đòi đi. Trời ơi tối ngày đi đòi thấy mắc mệt nha, mệt ghê luôn á. Rồi mấy ngày hôm nay nè, trời ơi là trời, từ lúc mà tôi gọi tên cái sòi mẹ đó, ủa lộn, cốc cốc mẹ đó, mẹ cốc mẹ sòi gì đó, tôi gọi tên một cái là tôi bị bơm hàng, không biết là má nào mà bơm liên tục liên hồi chưởng nè, trời ơi là trời, bơm quá trời bơm luôn rồi. Cho nên là bây giờ mà má nào mà thương Chí Cảnh thì nhớ mua hàng ủng hộ Chí Cảnh nha, ủng hộ Chí Cảnh nha. 250.000 một tiết kem đánh răng siêu trắng. Đây là kem đánh răng siêu trắng nha. Ai mà muốn hàm răng mà trắng tự nhiên như Chí Cảnh là sử dụng kem đánh răng Red siêu trắng. 250.000. Còn cái này là lăn khử mùi của Mỹ dạng sáp. Nó rất là khô thoáng, nó rất là thơm, thơm trong vòng 48 tiếng nha mọi người nha. Nó rất là thơm luôn đó. Đặc biệt là nó không có làm bị ố áo, vàng áo, và nó hạn chế ra mồ hôi, nó thơm dữ lắm. Rất là phù hợp để mình đi học nè, đi làm nè, đi chơi nè, đi cà phê, đi đám, đi tiệc. Đó là nó thơm thôi, nó tự tin dữ lắm nha mọi người. Nam nữ đều xài được tại vì nó cực kỳ thơm. Cái mùi thơm này là trời ơi ai cũng thích luôn á mọi người. 250.000, 250.000 mua một combo này là 500.000 được miễn ship nha. Hai món là 500.000 được miễn ship nha mọi người. Ngoài ra Chí Cảnh có bán dầu xanh nha. Ngoài ra Chí Cảnh có bán dầu xanh và dầu trắng nha mọi người. Cái loại lớn là 280, còn cái loại nhỏ là 180, còn dầu trắng là 180 luôn. Dầu trắng là 180 nha, dầu trắng nó rất là thơm, thơm cái mùi mà lavender nha mọi người nha. Còn dầu xanh nó là loại nhỏ, loại 24ml là cũng 180, còn cái loại lớn, cái loại bự chà bá lửa nè là 280 nha mọi người. Thương Chí Cảnh thì ủng hộ Chí Cảnh đi, để gửi thêm nó bán thêm mấy cái này nữa nè. Là Chí Cảnh có bán mấy cái Vaseline dưỡng môi nha, nó có hai size. Nó cái này thì không có còn nhiều, cái này còn ít lắm mọi người. Ví dụ như môi của ai mà bị khô á mọi người, môi của ai bị khô á sử dụng cái này vô thôi vô nè đó, thôi vô cái là cái môi nó mềm liền, thôi vô cái là cái môi nó mềm liền mọi người. Nhưng mà nó cũng sẽ có cái công dụng làm cho môi của mình nó hơi hồng hồng nhẹ nha đó. Ai mà khô môi á, hoặc là cái da chỗ nào mà bị nứt nẻ đó, da chỗ nào mà bị nứt nẻ đó thôi vô liền là nó mềm môi liền mọi người. Trời ơi, nó ok la lắm luôn á. Vaseline nha, hoặc là cái tay nào bị nứt nè, hoặc là cái gót chân nào đó tha vô một cái là nó mềm liền luôn á mọi người. Và nó sẽ làm cho môi hồng hồng nha, rất là ok la. 650 giảm xuống còn 450 là cái loại bự, còn cái loại nhỏ
cái lợi nhỏ giảm xuống còn 200.000, một cái tiếp nhỏ là 200, còn cái tiếp bự là 400 đi, cái này 400, cái này 200 nha, nhỏ là 200, bự là 400 nha. Hiện tại không có còn bao nhiêu cái đâu, còn có mấy cái hả mọi người, thò vô đi mọi người. Trời ơi, cái môi có rồi nó mềm dữ lắm nha, mùa nào mà bị khô hoặc là ai mà ít uống nước mà môi khô rồi đó mọi người, thò vô đi. Trời ơi, cái Vaseline này nó hay lắm mọi người ơi, thò vô khá là cái môi có rồi nè. Đó, nó mềm, nó mịn ngay lập tức. Trời ơi, đã lắm mọi người. Ban đêm mình thoa vô đi là sáng mình ngủ vậy là cái môi mình nó mọng 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 á. Mà nó cũng có công dụng làm môi hơi hồng hồng nhẹ nha. Đó, Vaseline nha mọi người. Bự là 400, nhỏ là 200 nha. Mọi người mua ủng hộ chiếc cảnh nha mọi người nha. Và cuối cùng là Tylenol. Tylenol nhức đầu nha, cái này là dành cho những người bị nhức đầu, bị cảm, bị sốt rồi đó mọi người. Thì mình uống cái này vô, đây là hàng của Mỹ nha, Tylenol của Mỹ. Cái này rất là hiệu quả nha. Nói chung là chiếc cảnh là hay bị mất ngủ và chiếc cảnh rất là dễ bị nhức đầu. Mỗi lần mà chiếc cảnh nhức đầu kinh khủng luôn là chiếc cảnh uống 2 viên, là chiếc cảnh uống vô có sao đó chiếc cảnh ngủ sáng dậy là hết hết luôn mọi người. Mà nó không có bị mệt, nó không có bị giật, mà nó rất là khỏe luôn á. Và đối với Tylenol của Mỹ thì nó không có công dụng phụ, nói chung là nó không có bị tác dụng phụ là bị sạn thận đâu này nọ là không có. Cho nên là mỗi một nhà nên chuẩn bị một cái này nha, một hũ này để trong nhà, để nhiều khi bằng đêm á mình có bị nhức đầu hay mình bị sốt, mình bị nóng, bị sốt, bị cảm thì mình uống vô đi mọi người. Sáng ngủ dậy là nhiều khi nó khỏe nó qua luôn đó. Mình hơi bị hơi hơi thôi là mình phải uống vô để mình chặn ngay, chứ đừng có để cho mình nặng quá nha mọi người. Cho nên là phải chuẩn bị cái này nha mọi người nha. Chuẩn bị cái này để trong nhà đi, con cái đâu mà mình có bị á mọi người, cho uống vô. Buổi tối mình thấy nó ấm đó mọi người, nóng hay là bản thân của mình nóng rồi hơi bị nhức đầu rồi đó, uống vô đi, uống vô xong ngủ dậy nó là khỏe re hà. Cái này hiện tại còn có mấy hũ thôi. Cái này thì giá của nó là 1.1 triệu, bây giờ chỉ cảnh giảm còn 750 nha, 1.1 triệu giảm còn 750, 325 viên. Cái này nhiều khi uống cả năm trời luôn đó nha. Ở nhà chuẩn bị một cái này đi, ủng hộ tôi đi trời, ủng hộ tôi đi, bán cho hết nè, bán cho hết để mai mốt mình chứ tập trung vô nè. Trời ơi, bữa nay bị bơm hàng quá trời luôn nè mọi người. Nhưng mà cũng rất là may mắn đó là một số cô chú anh chị thấy chiếc cảnh là bị bơm hàng, cho nên cũng đã liên hệ với chiếc cảnh để mà mua ủng hộ giùm mình đó mọi người. Ví dụ như là có nhiều cô chú anh chị đòi mua cái tiếp kem mà bị bơm hàng về nhăn nheo nè mọi người, mất tiêu cái hộp luôn, nhăn nheo tùm lum nè. Là nhiều cô chú anh chị kêu là gửi cái này cho cô chú anh chị luôn, nhưng mà chiếc cảnh không có gửi tại vì kỳ lắm. Nói chung là gửi đàng hoàng, chứ cảnh bán là bán đàng hoàng, bán hộp mới rồi này nọ trong hộp rồi cho nó an toàn, chứ gửi gì đây. Rồi nhiều khi mình đâu có biết, khách hàng đâu có biết là mình có sử dụng hay chưa đâu, đúng không mọi người? Đó, tại vì cái này nó không có niêm phong trên đây, cho nên là gửi cho đàng hoàng, gửi là trong nguyên siêu rồi này nọ cho an tâm an toàn, còn gửi vậy thì kỳ lắm. Cho nên là mấy cái nhăn nheo là chỉ cảnh không có bán, chỉ cảnh để xài, nói chung là để cho bản thân xài, rồi cho cha mẹ xài, con cháu chị em đồ xài, chia ra xài bớt đó. Còn bán cho khách là bán cho đàng hoàng, bán trong hộp đồ cho nó đàng hoàng như vậy nè, để người ta mua về người ta yên tâm, nó ni siêu lại luôn. Còn bán như vậy người ta đâu biết mình sử dụng hay chưa, rồi thế này thế kia kỳ lắm. Cho nên là có nhiều người đòi mua mấy cái nhăn nheo, mấy cái xấu này chứ cảnh không có bán đâu mọi người, chứ cảnh không có thanh lý hàng bơm gì hết trơn á. Nói chung ai bơm thì chứ cảnh sẽ cố gắng chứ cảnh để xài từ từ. Nói chung là xài, tại vì kem đánh răng mà mọi người, mình không có xài giờ thì mai mốt mình cũng xài, thì mình xài hoài cả năm trời, ngày nào không đánh răng. Cho nên là cô chú anh chị mà thương thì cứ mua cái mới đi ha, còn mấy cái cũ này để chứ cảnh xài tại nó kỳ lắm mọi người. Nó nhăn nheo mà thiếu điều á, nó có giống như kiểu mà nhiều khi nó còn bị chảy ra nữa, cho nên không có bán được nha, kỳ lắm nha. Cho nên là ai mua cái gì thì ủng hộ chiếc cảnh nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Ai mệt quá mọi người, để tao thở, tao làm biết xong tao mệt không chứ, tao thở bự quá, mệt quá. Cái size này không biết size gì, cái size này size gì đây mà nó bự quá, là mệt quá. Mệt quá.